Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Jun đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái điệu bolero và cách chơi. Và mình sẽ lấy bài Đời tôi cô đơn ra để làm ví dụ nhé. Ok, và các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể là nhận các video mới nhất từ mình nhé. Và phần đầu tiên mình hướng dẫn các bạn là phần hợp âm trước nhé. Và tông gốc của bài này là tông đô thứ chậm rất là khó, cho nên là mình sẽ nhận các bạn ở tông la thứ. Và các bạn có thể lấy combo này kẹp vào ngăn số 3, nó sẽ đúng như tông gốc đó. La kẹp lên ngăn 2 là si, ngăn 3 là đô. Và nếu bạn nào hát cao hơn thì các bạn có thể là kẹp cao lên ngăn 4, ngăn 5. Còn các bạn hát thấp hơn thì các bạn hạ xuống ngăn 2, ngăn 1, hoặc là bỏ ra luôn cũng được. Và mình sẽ bỏ combo để hướng dẫn nhé. Và bài này chúng ta chỉ có 3 âm thôi. Đầu tiên là la thứ. Đây, các bạn bấm ngón vào đây, một ngón vào đây và một ngón vào đây. Đó. Giai bass là gì? Số 5. Kế tiếp chúng ta có âm là rê thứ. Đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây và một ngón vào đây. Giai bass là gì? Số 4. Kế tiếp là mi trưởng. Đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây và một ngón vào đây. Đó, giai bass là dây số 6. À, chúng ta có thêm một cái hợp âm nữa. Đây, pha trưởng. Này, đầu tiên ngón trỏ các bạn chặn hết khung số 1 nè, áp út vào đây, ngón út vào đây và ngón giữa vào đây. Đó, giai bass là dây số 6. Và nếu bạn nào không bấm được hợp âm chặn, các bạn chỉ cần bấm âm mở như thế này, pha mở, một ngón vào đây, một ngón vào đây và ngón trỏ các bạn chặn hết khuôn số 1 của dây số 1 và dây số 2 luôn. Dây bass là dây số 4, các bạn đánh dây số 4 cho đi. Đó, chúng ta đã xong phần hợp âm. Và kế tiếp là phần điệu. Đây, phần điệu bolero như thế này. Mình sẽ đọc công thức nha. Công thức là bát ba hai một chết, bát chết bùng chết. Đó, chết là các bạn móc đồng thời 3 giây, ba chết lên 3 giây, 3 2 1 lên. Đó, còn cái bùng thì các bạn sẽ xài cái bát phụ. Đó, mình ví dụ nha, nếu mình la thứ là bát là dây số 5 thì các bạn sẽ xài bát phụ là cái bùm này số 6. Đó nè, bát ba hai một chết bùm. Đó, bùm chết bát chết bùm. Lại nhé, bát ba hai một chết bát chết bùm chết. Đó nè, bát ba hai một chết bát là bát chính nè, chết bùm, bùm là bát phụ. Đó, xong mà chết. Bát ba hai một chết bát chết bùm chết. Đó, đơn giản như vậy. Tương tự như vậy, nếu mà các bạn đánh tới rơi thứ thì cái bùm của nó sẽ là dây số 5, dây bát chính là dây số 4. Bát ba hai một chết bát chết bùm.
lại, quýnh về một vòng khác. Bát bài một chết, bát chết bùng chết. Bát bài một chết, bát chết bùng chết. Chuyển âm. Tương tự, ở mi trưởng thì các bạn sẽ xài cái bùng. Nó là dây số 5. Cái bát chính là bát, bát dây số 6. Bát bài một chết, bát chết bùng chết. Bát bài một chết, bát chết bùng chết. Vừa là thứ. Các bạn sẽ chuyển hợp âm như thế nào? Nếu mà có cái đoạn nào đánh hai lần á, cái khuôn nhạc đánh hai lần thì các bạn đánh sẽ hai lần, đánh hai lần như vậy cho một cái hợp âm. Còn mấy cái đoạn mà ví dụ như là cái đoạn đời tuổi cô đơn yêu ai cũng cô đơn, đời đó là hai lần, đời tuổi cô đơn nên yêu ai cũng không thành, đó là các bạn đời tuổi cô đơn một lần ở rê thứ, xong các bạn chuyển ngược về la thứ. Đó là cái phần, đó là cái phần hợp âm. Và mình sẽ để lại cái lời bài hát bên dưới phần một âm, cách đặt hợp âm vô cái lời bài hát á nha, để các bạn có thể xem và các bạn chuyển hợp âm. Xong tới cái đoạn, tới cái đoạn mà điệp khúc á là như thế này, có cái đoạn pha trưởng. La thứ. Bát bài một chết, bát chết bùng chết. Bát bài một chết, bát chết bùng chết. Xong chuyển qua, chuyển qua pha trưởng đánh một lần. Bát bài một chết, bát chết bùng. Ở pha trưởng dây bát dây số 6 thì các bạn sẽ sử dụng bát phụ là dây bát 5. Đó. Bát bài một chết, bát chết bùng chết. Về la thứ. Cả bài này rất là đơn giản luôn. Hoặc là các bạn có thể đánh những bài khác, ví dụ như là ngày xưa hai lá ngọc cành vàng, ngày xưa hai đạp chiếc xe màu xanh, em chính em ngày xưa đó. Ban xưa đâu nằm và đạp chiếc xe màu xanh. Đó là các bạn, mình giỡn một xíu rồi nha. Và cái này để các bạn đánh nhạc chới hay là bolero hồi xưa cũng rất là hay. Có cả bài đánh cho. Và cái điệu bolero này các bạn có thể áp dụng cho nhiều bài luôn. Là các bạn chỉ cần tính cái nhịp á, với lại cái số phách trong cái hợp âm đó, rồi các bạn coi là bao nhiêu lần thì sẽ chuyển. Có khi là có tới là 3, 2, 1 là chuyển hợp âm rồi. Như vậy các bạn. Đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Đó, cái đó là mình ví dụ cho các bạn á. Thì những ca khúc mà đánh được cái điều này á là nhiều lắm, nhưng mà mình sẽ liệt kê vài cái tên nhé. Ví dụ như là Phượng Buồn nè, Một Lần Dang Dở nè, rồi Đời Tôi Cô Đơn nè, Duyên Phận nè, đa số những bài bolero hồi xưa các bạn đó. Ví dụ nha, mình nói lại nha. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, đó sẽ đánh hai lần, đánh hai lần. Bát bài một chết, bát chết bùng chết. Bát bài một chết, bát chết bùng chết. Đó, anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm cho
là các bạn tập cái điệu Bolero trước. Và nếu bạn nào thích cái đoạn mà chạy bass này nè, đoạn nó sẽ dành cho cái bài Đời Tôi Cô Đơn á, hoặc là Ngày Xưa Lá Ngâu Cánh Vàng á, nó sẽ dài cho những cái bài đó luôn. Ở trong La Thứ nha các bạn. Đây, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái đoạn chạy bass này luôn. Đó, đầu tiên các bạn giữ ngón giữa ở ngăn số 2, dây số 4. Các bạn sử dụng một kỹ thuật Hamion. Đầu tiên là các bạn quýnh dây bass 4 nè, giữ ngón giữa đây. Đồng kế tiếp, cái đánh kế tiếp là các bạn sẽ bổ ngón tháp út vào ngăn số 3, dây số 4. Đó, đó, nè. Lần thứ nhất, lần thứ hai là bổ vô, xong rồi bỏ ra, móc lần nữa, xong rồi bỏ ra luôn. Đó, đó, lại nè. Đó, kế tiếp là các bạn giữ ngón áp út vào ngăn số 3, dây số 5, đánh một lần. Buông áp út ra, bấm ngón giữa vào ngăn số 2, dây số 5, móc lên nữa. Xong rồi, buông ra. Đó. Xong rồi rải. Xong về La Thứ các bạn rải 3, 2, 1, chết, bát, chết, bụng, chết. Đó. Nè, mình quýnh chậm để các bạn nhìn theo một lần nữa nhé. Lúc mình hướng dẫn các bạn là mình đánh trên đây, còn nếu mà các bạn đánh á, nhớ đánh trên đây nha các bạn, tại vì trên đây nó có mấy thanh này nè, nó vướng vướng cái tay á. Đây, đó. Và cái đoạn chạy bass này các bạn sẽ sử dụng khi mà sau khi các bạn đánh bass 3 2 1 nhé. Nè, bass 3 2 1 chạy bass. Các bạn cần phải chắc nhịp nhé. Đó. Đó. Ngày xưa em bán xưa đâu nằm. Cái phần vui vui đó cho các bạn là các bạn tập cái điều này để các bạn hát nhạc giới chẳng hạn. Ok, và mình sẽ để lại phần hợp âm và lời bài hát ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Và các bạn có thắc mắc gì các bạn sẽ comment cho mình biết để mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Và chúc các bạn tập đại thành công và hẹn gặp lại các bạn các video kế tiếp. Nhớ cho mình một like, một subscribe, một share nhé các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn các video kế tiếp. Ayo, chào tạm biệt.